Bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2017 trong bộ phim Người tình dối trá, sau 5 năm, Song Kang hiện đang được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của làng điện ảnh xứ sở kim chi. Năm 2021 có lẽ là một năm vô cùng thành công, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh chàng họ Song này khi lần lượt các tác phẩm nối đuôi nhau lên sóng như là Love Alarm 2, Như cánh bướm và mới đây nhất là Nevertheless, Dẫu biết. Hãy cùng Ten Asia chúng mình điểm qua những bộ phim của anh chàng được mệnh danh là ông hoàng của những bộ phim chuyển thể này nhé. 7. Ma cà rồng xinh đẹp, Beautiful Vampire, được sản xuất vào năm 2018. Ra mắt vào năm 2018, đây có lẽ là bộ phim điện ảnh đầu tiên và cũng là duy nhất trong sự nghiệp của anh chàng sinh năm 1994 cho đến thời điểm hiện nay. Trong phim, Song Kang và vai nam chính Lee Seon-yeon, một chàng trai thật thà, tốt bụng, vô tình phải lòng cô nàng ma cà rồng xinh đẹp Ran do Jung Hyun-ju thể hiện. Ran là một nữ ma cà rồng đã hơn 500 tuổi, cô sống một cuộc đời lặng lẽ, điều hành một phòng thay đồ trong một con hẻm hẻo lánh. Mặc dù là ma cà rồng, nhưng cô chỉ uống máu động vật vì không muốn làm hại con người. Cho đến khi cô gặp được Sonion, Ran phát hiện ra anh chàng có mùi hương giống hết người bạn thân quá cố của mình. Chính điều này đã liên tục kích thích bản năng ma cà rồng của cô mà cô đã kìm nén trong một thời gian dài. Song Kang và Yeon-ju đã mang đến cho khán giả rất nhiều cung bậc cảm xúc. Mối tình của cả hai diễn ra vừa nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng có đủ những phút giây nguy hiểm cận kề. 6. Người tình dối trá, The Liar and His Lover, được sản xuất năm 2017. Phim là câu chuyện tình yêu giữa chàng nhạc sĩ thiên tài luôn che giấu danh tính của mình, Kang Han Kyo, do Lee Hyun Woo thể hiện và nữ sinh trung học có giọng ca trời phú Sorim do Joy thể hiện. Sau những lời nói dối ban đầu để thăm dò, cả hai nảy sinh tình cảm và cùng nhau vẽ nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Trong phim, Song Kang và vai Baek Jin Woo, cô bạn thân thời niên thiếu đã đem lòng yêu mến Sorim. Cả hai đã cùng có một quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp cho đến khi Sorim gặp được Han Kyo, chàng trai của đời mình. Dù chỉ đảm nhận vai phụ với thời lượng lên sóng khá là ít, thế nhưng Song Kang vẫn gây được ấn tượng người khán giả nhờ vẻ ngoài thư sinh, phù hợp với hình tượng mỹ nam học đường. Bên cạnh đó, hình ảnh cậu bạn thân hiền lành luôn đi theo phía sau bảo vệ cô gái mà mình thích cũng khiến fangirl không khỏi xuống sang. Và diễn đầu tiên này cũng được xem là bước đệm khá tốt cho Song Kang trên con đường diễn xuất. 5. Chuông báo tình yêu 2, Love Alarm 2, được chiếu vào năm 2021. Thừa thắng xông lên, Song Kang tiếp tục tham gia vào phần 2 của bộ phim tình cảm lãng mạn Love Alarm, lấy bối cảnh về một xã hội bị công nghệ chi phối tới đỉnh điểm. Ứng dụng Love Alarm ra đời cho phép bạn biết ai đó thích mình hay không trong vòng bán kính 10m. Kết thúc phần 1, các màn phim vô cùng bứt rứt vì cái kết bị bỏ ngỏ, không biết trái tim của nữ chính Kim Jojo sẽ hướng về phía anh chàng nào. Sunho với vẻ ngoài điển trai, tính cách thú vị và luôn chủ động trong chuyện tình cảm, hay là chàng Hye-young chân thành với trái tim ấm áp, dịu dàng. Ở phần 2 này, ứng dụng Love Alarm sẽ được nâng cấp thêm chức năng dự báo bạn sẽ phải lòng đối tượng nào trong tương lai. Người xem cũng được chứng kiến sự trưởng thành của các nhân vật trong chuyện tình cảm, khác hoàn toàn với sự ngây ngô của phần 1 trước đó. Chi tiết này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ và thú vị hơn cho mối quan hệ của các nhân vật. 4. Như cánh bướm, Nevin Lara, được chiếu năm 2021. Là một bộ phim có tiết tấu khá chậm rãi và du dương xoay quanh hành trình theo đuổi và tìm lại đam mê của hai nhân vật chính. Song Kang sẽ vào vai Lee Chae-rok, chàng trai có năng khiếu thiên bẩm với ba lê. Thế nhưng, ở độ tuổi 23, anh đang phải đối đầu với thực tại khắc nghiệt, biến cố gia đình xảy đến khiến anh cảm thấy lạc lõng, niềm khao khát về ba lê của anh mất dần. Lúc này, Sim Deok-chun do Park In-hwan đóng, người đàn ông 70 tuổi, quyết định theo đuổi ước mơ trở thành vũ công ba lê mà ông đã ấp ủ suốt những năm tháng tuổi trẻ xuất hiện và truyền cho Chae-rok động lực. Cùng nhau, họ vượt qua những trở ngại trên con đường trở thành những vũ công ba lê chuyên nghiệp. Được biết, để chuẩn bị cho vai diễn này, Song Kang đã luyện tập không ngừng nghỉ mỗi ngày để có thể mang đến cho khán giả những thước phim chân thật nhất. Sánh vai với những diễn viên gạo cội như là Park In-hwan, Nam Moon-hee, Song Kang trở thấy sự tiến bộ trong diễn xuất. 3. Thế giới ma quái, Sweet Home, được chiếu vào năm 2020. Trong năm 2020, nam diễn viên tham gia diễn xuất trong bộ phim kinh dị, hành động Sweet Home do Netflix sản xuất đã tạo ra bước đột phá vô cùng lớn. Trong phim, Song Kang vào vai Cha Hyo-soo, một học sinh trung học cô đơn, mất cả gia đình trong một vụ tai nạn khủng khiếp, bất đắc dĩ phải cầm vũ khí chiến đấu, tiêu diệt quái vật cùng những cư dân của Green Home. Bản thân Hyo-soo cũng có những dấu hiệu của việc biến đổi, nhưng cậu đã không trở thành quái vật, ngược lại còn có sức mạnh vô cùng vượt trội. Từ một chàng trai sống tách biệt với xã hội, Hyo-soo trở thành một niềm hy vọng cho việc chiến đấu với quái vật, bảo vệ mọi người xung quanh. Không chỉ thể hiện tốt những màn chiến đấu đòi hỏi sức mạnh và kỹ thuật, nam diễn viên còn thành công lột tả những đấu tranh răng xé trong nội tâm của chàng trai trẻ Cha Hyo-soo vô cùng chân thật. Khác với hình tượng nam thần thanh xuân trong Love Alarm, Song Kang trong Sweet Home lại toát lên vẻ đẹp bí ẩn đầy mạnh mẽ. 2. Dẫu biết, Nevertheless, được chiếu năm 2021.
không thể không nhắc đến Nevertheless, dự án mới nhất đang lên sóng của anh chàng năm 1994 này. Phim xoay quanh tình yêu của những người trẻ trong xã hội hiện đại, nữ chính Yunabi do Han So-hee đóng khi bị mối tình đầu phản bội đã không còn tin vào tình yêu đích thực nữa. Nhưng khi gặp Park Jae-eung, do Song Kang thể hiện anh chàng sinh viên đại học, một bad boy hàng thật giá thật, cô lại bị anh chàng có hình xăm cánh bướm sau gáy này thu hút lúc nào không hay. Ngược lại với nữ chính, dù có mất niềm tin nhưng vẫn nuôi hy vọng và muốn được hẹn hò, nam chính Jae-eung lại là một người không muốn ràng buộc với bất kỳ ai nhưng lại thích tán tỉnh các cô gái. Chính sự đối lập đó đã tạo nên mối nhân duyên kỳ lạ cho cả hai. Dù chỉ mới lên sóng được vài tập nhưng phần đông khán giả đều suýt xoa trước tạo hình chuẩn chỉnh tự nhiên bước ra từ bộ truyện gốc cùng phản ứng hóa học bùng nổ của cặp diễn viên chính. 1. Chuông báo tình yêu Love Alarm được chiếu năm 2019. Ít ai biết rằng để có được vai nam chính Hwang Sun-oh trong bộ phim tình đám do Netflix sản xuất này, Song Kang đã phải vượt qua hơn 900 ứng viên trong buổi casting. Lấy bối cảnh học đường, phim kể về cô nữ sinh trung học xinh đẹp, lạc quan Kim Jo-jo do Kim So-hyun thể hiện. Song Kang vào vai đệ nhất mỹ nam của trường Hwang Sun-oh, anh chàng sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng luôn thiếu thốn tình yêu thương, đồng thời anh phải cạnh tranh với người bạn thân nhất của mình là Lee Hee-young để có được trái tim của cô nàng Jo-jo. Để có được câu trả lời, họ quyết tin tưởng vào Love Alarm, một ứng dụng công nghệ cho phép bạn biết idol có đang thích mình trong vòng bán kính 10m. Phản ứng hóa học ngọt ngào như nụm buồn giữa cặp đôi Hwang Sun và Kim Jo-jo quả thực đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Với diễn xuất tròn vai, ánh mắt lột tả hết nội tâm nhân vật, anh chàng diễn viên họ Song đã nhận được vô vàn lời khen cho vai chính đầu tiên trong sự nghiệp này. Trên đây là những tổng hợp của chúng mình về anh chàng sinh năm 1994 này. Cả nhà cũng đừng quên like, share clip này và subscribe cho kênh YouTube của Ten Asia nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.